Thưa quý vị, từ ngày 12 tháng 9, 4 camera quét mã QR được lắp đặt tại 4 chốt kiểm soát trọng điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đây là giải pháp để thực hiện quét mã QR thay thế cho điện thoại thông minh của các cán bộ trực chốt, giúp hạn chế tiếp xúc gần, tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, thông qua quét cam, cải thiện được tốc độ quét, tránh tình trạng ùn ứ phương tiện tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trưa ngày 12 tháng 9, tại chốt kiểm soát Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, lực lượng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội tỉnh Tây Ninh đã lắp đặt một camera quét mã QR tại chốt để người dân thuận tiện trong việc đi lại. Chiếc camera được lắp cố định tại chốt, khi người dân di chuyển ngang qua, chỉ cần dừng lại quét mã QR đã khai báo trước đó trên ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Khi người dân đưa mã QR vào, camera sẽ tự động quét mã và thông tin dữ liệu được truyền đến máy tính cách đó vài mét để nhận diện thông tin người vừa quét. Cán bộ ngồi trực sẽ thao tác trên máy để kiểm tra các thông tin cá nhân của người quét mã như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ làm việc, mục đích ra đường. Nếu mã hợp lệ hiện đầy đủ thông tin thì được cán bộ mời đi qua chốt. Nếu người dân đã khai báo sẵn ở nhà, chụp lại mã QR đã khai báo thành công trên ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Ứng dụng có thể cài đặt được trên hai hệ điều hành Android tải từ CH Play và iOS tải từ App Store, ứng dụng dễ cài đặt và dễ thao tác. Thì thường đi, trước khi đi thì ở nhà em sẽ khai báo y tế. Thì khai báo là từ nơi xuất phát của nhà mình cho tới nơi đến bệnh viện. Thì khai báo sẽ cung cấp cho mình cái mã QR, thì khi đi ngang cái chốt thì mình chỉ cần đưa cái mã QR vô cái camera thôi thì mình sẽ đi thôi. Nó sẽ nhanh hơn, đỡ mất thời gian và đỡ cái hạn chế tiếp xúc với mọi người. Hệ thống camera được hỗ trợ đọc mã QR hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng của Bộ Công an nên không cần cấu hình, cài đặt phức tạp. Để phục vụ công dân rút ngắn thời gian khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông, Công an Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát trọng điểm còn lại, gồm chốt Đường Xuồng, Trảng Bàng, chốt K33 huyện Dương Minh Châu và chốt Tân Châu.